Xin chào quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình trên kênh YouTube Cuộc sống hôm nay của chúng tôi. Chúng tôi luôn mang tới cho quý vị những thông tin mới nhất, hot nhất. Và bây giờ xin mời quý vị theo dõi chương trình. Nhà trắng phủ nhận thông tin, Tổng thống Biden điều trị bệnh Parkinson. Phát ngôn viên Nhà trắng phủ nhận thông tin tờ New York Times nói Tổng thống Joe Biden đang điều trị bệnh Parkinson. Ngày 9 tháng 7, phát ngôn viên Nhà Trắng Karina Jen Pierre cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden không điều trị bệnh Parkinson và không gặp bác sĩ thần kinh nào ngoài các cuộc kiểm tra sức khỏe hàng năm. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi tờ New York Times dẫn nguồn tin riêng biệt tiết lộ, các bác sĩ thần kinh nổi tiếng tại Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed thường xuyên ra vào Nhà Trắng ít nhất 8 lần từ tháng 8 2023 tới tháng 3 Thông tin trên càng làm dấy lên nghi ngờ về tình trạng sức khỏe của ông Biden sau màn tranh luận gây thất vọng trước ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump. Theo danh sách khách đến Nhà trắng, bác sĩ chuyên khoa thần kinh Kevin Kanat thuộc Trung tâm Walter Reed đã ba lần đến Nhà trắng. Trong các chuyến thăm nhà trắng, ông Kanas được cho đã gặp bác sĩ nhà trắng Kevin O'Connor vào giữa tháng 1, ngoài ra còn có cuộc gặp với một nhân viên nhà trắng khác vào cuối tháng 1 và cuối tháng 3. Bình luận về thông tin ông Biden điều trị Parkinson, bác sĩ O'Connor khẳng định tổng thống Mỹ chưa trải qua bất cứ điều trị với bác sĩ thần kinh nào ngoài các buổi khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Ông Biden, 81 tuổi, hiện là ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ, vấn đề tuổi tác tiếp tục gây lo ngại về khả năng ông có thể tiếp tục cuộc tranh cử tổng thống Mỹ vào tháng 11. Tổng thống Biden cũng đối mặt với những lời chỉ trích từ một số thành viên dân chủ rằng ông không đủ minh mẫn để tiếp tục cuộc bầu cử tổng thống. Đáp lại, ông Biden nhiều lần khẳng định ông đủ sức khỏe và sẽ không từ bỏ kế hoạch tranh cử của mình. Trong báo cáo đánh giá tháng 2 năm nay, bác sĩ O'Connor khẳng định ông Biden đủ sức khỏe để làm việc và thực hiện đầy đủ mọi trách nhiệm của mình mà không cần bất kỳ sự miễn trừ hay điều chỉnh nào. Ông Trump lần đầu trả lời phỏng vấn sau tranh luận nói về biểu hiện của ông Biden. Cựu Tổng thống Mỹ đã nhắc tên người có thể thay thế ông Biden nếu Tổng thống Mỹ đương nhiệm phải rời cuộc đua đến Nhà Trắng năm nay. Theo New York Sports, trong chương trình Hannity của Fox News tối ngày 8 tháng 7, ông Trump cho biết ông không mong đợi ông Biden bỏ cuộc trong cuộc bầu cử năm nay. Tôi nghĩ ông ấy sẽ tiếp tục cuộc đua, không ai muốn bỏ cuộc theo cách đó. Còn nếu bỏ cuộc, ông ấy sẽ cảm thấy tồi tệ về bản thân trong một thời gian dài, cựu Tổng thống Mỹ nói. Ông ấy có cái tôi và không muốn bỏ cuộc. Tôi nghĩ vợ ông ấy muốn thấy ông ấy tiếp tục, ông Trump nói thêm. Cựu Tổng thống Mỹ cũng ám chỉ đến việc nhiều thành viên đảng Dân Chủ kêu gọi ông Biden bỏ cuộc, thật khó để từ bỏ theo cách mà họ đang muốn ép ông ấy làm theo. Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại kéo dài 18 phút và cũng là lần đầu tiên ông Trump trả lời phỏng vấn kể từ cuộc tranh luận ngày 27 tháng 6, người dẫn chương trình Senan Hannity đã thăm dò ứng viên tổng thống của đảng Cộng Hòa về màn trình diễn của đối thủ. Trong vài phút, Tôi có thể nói đó không phải là một đêm tốt lành với ông Biden, ông Trump nói và nhấn mạnh vẻ ngoài xanh sao của đối thủ trên sân khấu tranh luận. Trông ông ấy có vẻ xanh sao, tôi không rõ, có thể đó là thành công hoặc thất bại của người trang điểm cho ông ấy, cựu tổng thống Mỹ nói. Ông Trump cũng không đánh giá cao về màn thể hiện của ông Biden. Khi ông ấy bắt đầu nói, "Tôi thấy giọng của ông ấy rất yếu, tôi không biết chính xác chuyện gì đang xảy ra, thật kỳ lạ." Ông Trump nói, về thông điệp truyền tải của ông Biden, ông Trump xác nhận, đó không phải là các câu trả lời, đó chỉ là những từ rời rạc ghép lại với nhau mà không có ý nghĩa. Theo New York Post, trạng thái minh mẫn của ông Biden ngày càng bị chú ý kể từ sau khi mạng tranh luận đầu tiên ngày 27 tháng 6, khi ứng viên đảng Dân Chủ có nhiều lần nói lan man, không mạch lạc hoặc có vẻ mất tập trung. Người dẫn chương trình Hannity tiếp tục hỏi ông Trump về Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, người được nhắc đến trong những ngày gần đây, với tư cách là người có thể thay thế nếu ông Biden rời cuộc đua. Tôi nghĩ người thay thế ông Biden có thể là bà ấy, Ông Trump nói và cho rằng đảng Dân Chủ sẽ do dự về viễn cảnh chọn bất kỳ ai khác ngoài bà Harris. Họ không muốn làm khác điều đó đâu. Khi được hỏi về thời điểm công bố những phó tướng tiềm năng cùng đồng hành trong cuộc tranh cử sắp tới, ông Trump cho biết chưa có quyết định cuối cùng và kết quả có thể có tại Đại hội Đảng Tuần quốc của Đảng Cộng Hòa ngày 15 tháng 7 hoặc trong tuần tới. Ông Trump dự đoán ông Biden sẽ tiếp tục tranh cử. Ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump nói rằng ông nghĩ tổng thống Joe Biden sẽ tiếp tục nỗ lực tái tranh cử bất chấp những lời kêu gọi trong nội bộ đảng dân chủ về việc cần tìm người trẻ hơn. Trong cuộc trả lời phỏng vấn Fox News ngày 8 tháng 7, ông Trump, 78 tuổi, nói rằng ông Biden, 81 tuổi, sẽ không chấp nhận từ bỏ cuộc đua vì cái tôi của mình và ông đã khóa đề cử của đảng Dân Chủ sau khi chiến thắng trong đợt bầu cử sơ bộ của đảng đầu năm nay. Tổng thống Biden nhiều lần khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực tái tranh cử. Thật thú vị, ông ấy có rất nhiều quyền bởi vì ông ấy có các cử tri đoàn. Bạn biết đấy, khi bạn có các cử tri đoàn, trừ khi bạn nói tôi sẽ rút lui, họ không thể làm bất cứ điều gì để loại ông ấy. Ngoài tu chính án thứ 25, ông Trump nói với người dẫn Sean Hannity trong cuộc phỏng vấn. Tu chính án thứ 25 của Hiến pháp Mỹ cho phép Phó tổng thống và các thành viên nội các tuyên bố tổng thống không thể thực hiện các nghĩa vụ trên cương vị của mình phải chuyển giao công việc cho phó tổng thống, chưa có dấu hiệu nào cho thấy phó tổng thống Kamala Harris hay các lãnh đạo Đảng Dân chủ sẽ làm như vậy. Phát biểu của ông Trump trong cuộc phỏng vấn này trái ngược với những gì ông nói bên ngoài. Trong video xuất hiện gần đây, ông Trump nói với những người ủng hộ ông trên sân góp rằng ông đã đẩy ông Biden ra khỏi cuộc chạy đua. Ông ấy sẽ thôi chạy đua, tôi đã đẩy ông ấy ra, ông Trump nói trong video mà Daily Beast đăng tải giữa tuần trước. Tổng thống Biden, tôi là người đã ngăn chặn Putin. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố ông chính là người đã ngăn chặn ông chủ điện Kremlin Vladimir Putin. Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin ABC, ông Biden mô tả việc ủng hộ Ukraine và đoàn kết hơn 50 đồng minh để hỗ trợ Ukraine là một trong những thành tựu chính trong nhiệm kỳ tổng thống của ông. Ông cũng nhấn mạnh rằng ông đang trong trạng thái tốt và có thể đánh bại Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống khi được người dẫn chương trình hỏi liệu ông có đồng ý trải qua một cuộc kiểm tra y tế độc lập bao gồm các xét nghiệm thần kinh và nhận thức hay không ông biden trả lời rằng ông phải trải qua một cuộc kiểm tra nhận thức mỗi ngày bạn biết đấy Tôi không chỉ vận động tranh cử mà còn điều hành thế giới. Không phải, và điều đó không hay, nghe có vẻ cường điệu, nhưng chúng ta là siêu cường số một của thế giới. Chúng ta đã thành lập dày vạch ra tương lai của NATO. Tôi là người đã ngăn chặn Putin. Tổng thống Biden cũng tuyên bố rằng ông sẽ không khúc khỏi cuộc bầu cử, mặc dù có nhiều lời kêu gọi ông làm như vậy sau cuộc tranh luận thảm họa. Ông cũng gọi màn trình diễn không thành công của mình trong cuộc tranh luận với Donald Trump là một tập phim tồi tệ. Quân Nga dùng chiến thực tiêu thổ để đánh bật lính Ukraine họ khỏi vị trí. Oleg Syriarek, chỉ huy tiểu đoàn tấn công 255 của Ukraine, đã chiến đấu để bảo vệ vùng ngoại ô thị trấn chiến lược Chasitya trong 6 tháng qua cho biết, quân Nga đang sử dụng chiến thực tiêu thổ để buộc quân phòng thủ Ukraine phải rút lui khỏi vị trí. Lực lượng Ukraine tuần này đã buộc phải rút quân khỏi vùng ngoại ô thị trấn Yar ở phía đông, nơi họ đang mất dần lãnh thổ vào tay quân đội Nga. Ông Syriayet, chỉ quy tiểu đoàn tấn công 255 nhấn mạnh rằng người Nga đang sử dụng chiến thuật tiêu thổ nhằm phá hủy mọi thứ có thể được sử dụng làm vị trí quân sự để buộc lực lượng Ukraine phải rút lui khỏi thị trấn chiến lược này. Ông Syriayet cũng cáo buộc quân Nga đã đốt cháy mọi tòa nhà chưa bị phá hủy do pháo kích sau khi chiếm được các vị trí của quân phòng thủ Ukraine ở một quận của thị trấn Trasitya. Tôi lấy làm tiếc vì chúng tôi đang dần mất đi lãnh thổ, nhưng chúng tôi không thể giữ được những gì đã bị phá hủy. Siri RS trả lời phỏng vấn qua điện thoại từ Chashitya. Cường độ các cuộc tấn công của Nga vào tiếng phòng thủ của Ukraine trong khu vực Chashitya đã tăng lên trong tháng qua, Kiev cho biết. Theo Politico, bất chấp các thỏa thuận an ninh và gói viện trợ dành cho Kiev vừa được các đồng minh phương Tây của nước này công bố, quân đội Ukraine vẫn đang phải vật lộn để ngăn chặn đợt tấn công dữ dội trên tiền tuyến của Nga. Ukraine thiếu vũ khí và không thể chống đỡ bơm lửa Nga. Khi các lực lượng Ukraine đang phải rút lui ở một số khu vực tiền tuyến dưới hỏa lực dữ dội của Nga, Tổng thống Volodymyr Zelensky giải thích nguyên nhân là do binh lính của ông thiếu vũ khí. Đây không phải là bế tắc, mà là tình hình có vấn đề, một vấn đề có thể được giải quyết nếu có công cụ và mong muốn. Chúng tôi có mong muốn, nhưng công cụ vẫn chưa đến tuyển tiến. Chúng tôi có các lữ đoàn không được trang bị vũ khí. Chúng tôi có 14 lữ đoàn không có vũ khí phù hợp. Ông Zelensky nhấn mạnh hôm ngày 4 tháng 7 trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông. Nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm rằng vũ khí đang đến chậm. Chúng tôi sẽ phát động tấn công khi chúng tôi đã sẵn sàng khi vũ khí đến, nhưng rất tiếc chúng vẫn chưa ở đó. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleskar Skorky cũng cho rằng việc thiếu binh sĩ được đào tạo bài bản và có động lực chiến đấu mạnh mẽ cũng là một vấn đề chính. Tuy nhiên, ông Zelensky lập luận rằng hiện tình hình của quân đội Ukraine đã tốt hơn nhiều so với 3 tháng trước. Trong khi đó, phòng báo chí của lữ đoàn cơ giới số 24 của Ukraine thừa nhận với Politico hôm ngày 5 tháng 7 rằng các vị trí phòng thủ của Ukraine ở Chechitia đã không thể chống đỡ được do các cuộc tấn công dữ dội của bom lượng Nga. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cùng ngày xác nhận, Nga đã ném bom lượng vào các vị trí của Ukraine ở Chesitya, thả 111 quả bom trong ngày qua cùng với hơn 4.000 đợt pháo kích. Chesitya nằm cách Bắc Mút một khoảng cách ngắn về phía Tây, nơi đã bị Nga chiếm giữ vào năm ngoái sau một trận chiến ác liệt kéo dài 10 tháng. Thị trấn chiến lược này cũng nằm gần các thành phố lớn hơn là Konstantinovka và Kramatorsk cả hai thành phố này đều là những trung tâm quân sự quan trọng của lực lượng ukraine ở donetsk chiếm đường chaytsiya sẽ mở đường cho nga tiến quân tới các pháo đài cuối cùng do ukraine kiểm soát ở donetsk giúp moscow hoàn thành mục tiêu kiểm soát toàn bộ miền đông ukraine cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi nếu quý vị thấy thông tin hữu ích xin hãy nhấn đăng ký và chia sẻ để cập nhật những thông tin mới nhất còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại